Lực lượng công an là khắc tinh của tội phạm. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì lực lượng này lại bị giả danh. Chuyện tưởng như đùa nhưng lại xảy ra tại Vĩnh Long. Trong những tháng đầu năm nay thì lợi dụng các cơ quan chức năng thường xuyên là kiểm tra hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy nên một số đối tượng lừa đảo đã tranh thủ ra tay. Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại đến một số cơ sở doanh nghiệp để yêu cầu là mua sách hay là tài liệu, mục tiêu là lừa đảo để lấy tiền của người dân. Người đàn ông này là một trong nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh cán bộ phòng cháy chữa cháy của tỉnh Vĩnh Long. Đối tượng đã điện thoại cho anh này để gửi tài liệu tập huấn phòng cháy chữa cháy. Tin tưởng nên anh đã bị các đối tượng lừa đảo mua tài liệu với số tiền 650.000 đồng. Có một cái đối tượng nói là tên họ gì đó, rồi là công an phòng cháy chữa cháy. Gọi mình hỏi mình có phải là tên đó không, rồi xin kinh doanh đó không. Thì mình thấy nó đúng rồi. Là đến ngày thứ Bảy 25 tháng 3 thì giữ lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy. Hai ngày sau thì có nhân viên bưu điện đến giao cho mình những cuốn tài liệu. Nhưng mà đợi hoài không thấy thư mời. Là bộ tài liệu ra thì mấy anh đó nói là này là những cái công văn giấy tờ mà ở trên mạng có rất là nhiều. Người ta in thành sách thì người ta bán thôi. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi không tổ chức thông báo việc trang bị phương tiện chữa cháy hay là bán tài liệu phòng cháy chữa cháy qua điện thoại hoặc là qua hệ thống chuyển phát nhanh. Mọi hoạt động này, mọi thông báo thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ thông báo bằng văn bản hoặc là thông báo liên hệ trực tiếp đến cơ sở. Để không bị mắc chiêu lừa mua tài liệu phòng cháy chữa cháy, người dân, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh không nên giao dịch, mua bán và làm việc với các đối tượng lạ tự xưng là công an qua điện thoại. Khi nhận được các cuộc gọi như trên thì cần báo ngay cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh qua số điện thoại 114 hoặc báo cáo cho công an địa phương nơi gần nhất để kịp thời xử lý.